bóng đá là môn thể thao vua và đó sẽ là điều không thể bàn cãi trong hàng chục năm về sau. Nó là môn thể thao có thể giúp hàng triệu người kết nối với nhau và thưởng thức trong bầu không khí mà các môn thể thao khác khó sánh bằng được. Có nước mắt, có nụ cười, có sự tranh đấu hay tình bạn. Môn thể thao này đem tới mọi cung bậc cảm xúc và FIFA ra đời nhằm giả lập những gì tinh túy nhất mà bóng đá làm được. Nó đã len lỏi vào hàng triệu phòng khách của nhiều thế hệ và trở thành món ăn tinh thần hàng năm của nhiều game thủ, đặc biệt là với những tín đồ của bộ môn thể thao vua. Và không bất ngờ khi nó chuyển mình từ một tựa game casual thành bộ môn thể thao điện tử. Dù vậy, đây có lẽ là bài toán đau đầu với chính nhà phát triển game. Vì dù có hàng trăm giải đấu lớn nhỏ, hàng trăm nhà tài trợ đốt tiền vào, thì xem ra FIFA và eSports vẫn chưa thể là một cặp vợ chồng thuận buồm xuôi gió. Wow, FIFA World Cup đang sắp tới rồi. Và có lẽ tôi muốn nói một chút về FIFA và để xem tại sao FIFA chưa thể là một tựa game eSports đúng nghĩa. Tôi là Hoàng Phong và đây là Chuyện Game Muộn. Anh em có lẽ đã quá biết bộ môn này là như nào, nhưng như thường lệ, tôi vẫn phải giải thích cơ bản. Thì đó là bộ môn của 22 người trên sân, chia đều ra làm hai đội và tranh giành một quả bóng và làm sao để đưa bóng vào cầu môn của đối thủ theo một cách hợp lệ trong vòng 90 phút. FIFA chính là tựa game điện tử mô phỏng bóng đá phổ biến nhất thế giới và nó đã có tuổi đời lên tới 20 năm trời. Và được tính gameplay của nó suốt bấy lâu này không hề có gì thay đổi, bởi vì thực sự thì luật lệ bóng đá ngoài đời cũng chỉ có vậy. Thế nên gameplay cơ bản của một trận đấu 1v1 là mỗi game thủ sẽ điều khiển một cầu thủ bên đội mình và tất nhiên sẽ chỉ điều khiển được một cầu thủ trong cùng một lúc mà thôi. Và rồi sau đó có thể chuyển đổi từng cầu thủ một, tìm cách sút, đánh đầu hay làm gì đó để đưa bóng vào goal của đối thủ hợp lệ. Yeah, bạn có thể phòng thủ, tấn công, dùng đá phạt hàng rào hay phạt góc, thậm chí penalty, làm gì cũng được, miễn là đừng để trọng tài thổi còi và đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn thì đội ấy sẽ là người chiến thắng. Và doanh thu của nó đã đem về cho EA hàng tỷ đô la mỗi năm. Thế nên không bất ngờ khi đây trở thành tựa game thể thao phổ biến nhất hành tinh và được nhiều nhãn hàng chú ý. Thế nhưng tại sao dù tốt và có tiềm lực lớn như thế thì FIFA chưa thể chạm tới eSports đúng nghĩa? Có một sự thật thú vị về FIFA thì bản thân chính nó không phải là tựa game sinh ra để thi đấu cạnh tranh. Nó vốn chỉ được làm ra như một tựa game gia đình giải trí, kiểu game party như của nhà Nintendo vậy. Hãy tưởng tượng như này, bạn chơi game đua xe hay Mario Party thì EA chưa bao giờ nghĩ FIFA sinh ra để ăn thua với nhau, mà thay vào đó là muốn các thành viên trong gia đình chơi bóng đá một cách vui vẻ sau mỗi khoảng thời gian bận rộn vất vả. Bên cạnh đó, nhìn từ góc độ gameplay, rõ ràng FIFA có một điểm yếu lớn trong việc trở thành một tựa game eSports đúng nghĩa. Hãy lấy ví dụ về dòng game chiến thuật nổi tiếng là Đế Chế. Trong Đế Chế, bạn kiểm soát tất cả mọi thứ, từ tài chính đến quân đội của mình. Bạn được 100% điều quân của mình đến bất cứ đâu, thậm chí từng thành viên một. Bạn ra lệnh cho chúng bất kể thế nào cũng được, từ việc đánh ai hay hỗ trợ cho ai. Nói một cách chính xác và tổng quát thì Đế Chế không hề có một sự ngẫu nhiên nào hết trong gameplay, tức là bạn kiểm soát tất cả 100% và thành bại hay không là do chính trình độ chơi của bạn. Thế nên bạn sẽ không phải lo cho người nông dân của bạn đi lung tung hay gì chỉ vì AI của nó. Nói đến đây thì bạn cũng hiểu ý tôi rồi đúng không? Trong FIFA, bạn chỉ điều khiển được một cầu thủ thôi. Điều đó có nghĩa là 10 cầu thủ còn lại sẽ do AI điều khiển. Thế nên giả sử bạn bị đối phương tấn công và cầu thủ bên đó là Messi chẳng hạn, đang tới rất gần khu vực 16m50 để sút. Lúc này, bạn có thể điều một hậu vệ ra phòng thủ và phải cầu mong đám hậu vệ còn lại do AI điều khiển sẽ biết làm gì đó để cùng bạn ngăn cản. Việc không thể kiểm soát tất cả các cầu thủ cùng một lúc như này dẫn tới một yếu tố khác, đó chính là AI sẽ tạo ra những điều ngẫu nhiên lên cầu thủ mà ta không thể kiểm soát. Ví dụ, một tình huống bóng như này, khi một cầu thủ đi bóng dọc hành lang biên và tìm cách tạt vào trong khu vực cấm địa, thì không có gì đảm bảo là cầu thủ bên trong sẽ ghi bàn từ pha kiến tạo đó. Phần lớn thủ môn sẽ tóm được bóng hay hậu vệ đội bạn phá bóng ra. Nhưng thỉnh thoảng biết đâu được, cầu thủ trong vòng cấm địa được một pha animation tuyệt đẹp và làm cú đánh đầu bay vào lưới chẳng hạn. Và tất nhiên, nếu bàn thắng ghi như vậy thì đúng là phía đối phương cũng không có gì nhiều để ngăn cản. Tất nhiên, nếu người chơi gia tăng sức tấn công lên cầu môn đối phương nhiều hơn thì những quả tạt như vậy sẽ có tỷ lệ thành kiến tạo ghi bàn cao hơn. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là gia tăng tỷ lệ thành công chứ không có gì đảm bảo 100% những thứ đó sẽ thành bàn. Và ai cũng hiểu sự ngẫu nhiên như vậy gần như đồng nghĩa với việc
thành một tựa game eSports sẽ rất khó khăn. Ta biết được lực sút hay lực chuyền là phụ thuộc vào độ ấn nút lâu hay chậm, nhưng ta không thể biết được quả bóng đó sẽ rơi đúng vị trí nào. Cảm giác khi ta sút hay chuyền, nó như cảm giác vậy, không có một thước đo chính xác để kiểm soát vị trí của quả bóng, vì game sẽ tự động làm điều đó cho bạn. Với trường hợp phòng thủ cũng tương tự như vậy, bạn nghĩ rằng bạn sạc trúng bóng, nhưng rất có thể bạn gây ngã đối phương hay có thể tạo ra những animation quái quỷ như này. Có lẽ cái cảm giác ngẫu nhiên như này đã lên đến cực đỉnh, bởi thực tình tôi cũng không biết có chính xác hay không nữa, nhưng chắc chắn nhiều fan của FIFA đồng tình với tôi. Đó chính là thời điểm phút thứ 45 hay 90, đội bị dẫn bàn sẽ được boost sự may mắn khi ra cú dứt điểm và cầu môn tăng độ chính xác hơn hẳn, và nhiều khi đội đó có thể ghi bàn và bắt đầu một cuộc lội ngược dòng. Tôi không biết có bao nhiêu người phải rơi vào tình trạng này, nhưng giả sử nếu nó là eSports và bạn cố gắng dẫn trước đối thủ rồi, được rồi game lại cho đối thủ thêm may mắn để ghi bàn gỡ hòa, thậm chí vượt lên tỷ số, thì hỏi sao không cay được chứ? Thế nên rõ ràng là có rất nhiều yếu tố bên ngoài tác động để khiến FIFA khó trở thành một tựa game eSports đúng nghĩa. Nhưng không phải tựa game nào được sinh ra là để trở thành eSports ngay từ đầu. Chúng ta ai cũng phải công nhận là FIFA dễ chơi hơn so với PES hay còn gọi là eFootball bây giờ, vì nó mang tính casual, thân thiện, dễ bắt sóng. Còn eFootball thì giống như kiểu là mô phỏng bóng đá hơn, kiểu Flight Simulator phiên bản football vậy. Không bất ngờ khi FIFA trở thành tựa game thể thao kiếm tiền tốt nhất thế giới. Và yeah, EA yêu điều đó. Và nhân tiện nói đến tiền, hãy nói đến một vấn đề nhức nhối khác. Phải, đó chính là FIFA Ultimate Team, hay là Foot cho dễ nhớ nhé. Sau khi chơi offline chán rồi, bạn có lẽ muốn thử sức đối đầu với những người khác trên mạng. Và ban đầu game sẽ thiết kế để giúp bạn có những chiến thắng đầu tiên một cách dễ dàng, và bạn cảm thấy bị cuốn và muốn đánh bại những người ở vị trí cao hơn. Để rồi, bạn thua. Thực tình bạn thua không phải là bạn chơi kém hơn, mà là đội hình của bạn có cầu thủ kém chất lượng hơn hẳn. Cái cảm giác ăn thua đó nếu dính vào bạn thì thôi rồi, bạn chính thức trở thành cừu cho EA và tìm cách bỏ tiền mua các gói cầu thủ và cầu mong mở ra được cầu thủ chất lượng. Và rồi, nếu không trộm thẻ tín dụng của bố hay đi cày ca đêm ở Circle K thì rõ ràng không có cách nào để cày tiền với giới game thủ trẻ tuổi ngày nay. Ai nhầm quên mất, tôi nghĩ rằng là phần lớn game thủ Việt Nam sẽ chơi FIFA Online 4 thay vì FIFA truyền thống. Nhưng mà hình như là bạn online cũng hút máu đúng không? Anyway, nếu bạn chơi FIFA truyền thống thì muốn có một đội hình chất lượng trung bình thôi thì bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 32 triệu coin, tương đương là 27.000 đô la Mỹ, tức là hơn 550 triệu Việt Nam đồng đấy. Và chết tiền ở chỗ, tiền mất là một chuyện. Nhân tiện nhé, với nửa tỷ đó thì bạn sẽ mua được Toyota Vios hay Hyundai Accent đấy. Phải, số tiền mua đội hình đó sẽ là hàng năm, tức là nếu bạn bỏ ra hơn nửa tỷ cho đội hình foot của bạn trong bản FIFA 21 thì bạn sẽ phải bỏ ra mức tiền tương tự cho bản FIFA 22, do game không cho phép chuyển giao đội hình. Damn, EA, tư bản là thế đấy. Và với cơ chế không có gì pay to win thì có thật muốn nhảy vào thế giới pro player đã là không công bằng, khi không phải ai cũng có bố đường hay mẹ đường để đầu tư dữ như vậy. Hãy nhìn vào con đường thi đấu eSports chuyên nghiệp của bộ môn này. Để có thể tiến tới các giải đấu eSports chính thức, bạn sẽ phải vượt qua nhiều vòng sơ loại, và thậm chí có yêu cầu bạn cần phải thắng tới 27 trên 30 trận. Tất cả những trận đấu này sẽ không báo trước đối thủ của bạn là gì, và thậm chí trình độ cũng như đội hình của họ ra sao. Thế nên game hoàn toàn bắt bạn phải try hard, và gần như ai muốn tham gia đều tự hiểu một chân lý: phải có đội hình thật khủng đã, rồi muốn làm gì thì làm, bởi gần như sẽ không có đối thủ nào nương tay ở đây. Bạn tối thiểu phải là thanh niên nạp lần đầu, và tất nhiên điều này vô tình ngăn cản nhiều game thủ không có điều kiện muốn tham gia eSports, mà cứ cho là bạn đã thắng được 27 trên 30 trận đi. By the way, thực tình bạn thắng được từng đó cũng là quá siêu rồi đấy. Thì bạn sẽ được tham gia giải eSports do chính EA tổ chức. Nghe tới việc EA tổ chức là tôi đã thấy có điểm không lành rồi, và cũng chẳng phải mất quá nhiều thời gian khi những rắc rối, lung sung về cách tổ chức giải đấu đã xuất hiện nhanh chóng và làm nhiều game thủ chuyên nghiệp phải nản lòng. Điển hình nhất có lẽ là hai ví dụ này. Game thủ Sean Gallia đã phải lên tiếng rằng anh và đối thủ của mình đã không thể kết nối server của EA, và do đó trận đấu của hai người đã bị hủy. Lỗi kết nối server tệ là một chuyện, cách giải quyết sau đó của EA còn đi đầu xuống đất. Đó là anh và đối thủ đã phải giải quyết trận đấu bằng trò oan tù tì. Yeah, một giải đấu do EA chính thức sở hữu. Nó làm tôi nhớ đến cách tổ chức giải đấu bóng đá cũng tệ không kém của nước nhà. Khi ở giải bóng đá U21 báo thanh niên năm 2014, các đội phải bốc thăm để chọn ra ai được đi tiếp sau khi thành tích là ngang nhau.
Thực tình, khi thấy tổ chức giải đấu thì thiếu chuyên nghiệp, giật lag đã đành. Lỗi kết nối server xảy ra không phải là ít, nhưng thứ đáng buồn nhất chính là game thủ chuyên nghiệp lên tiếng thì lại bị EA cho vào danh sách đen. Game thủ FIFA chuyên nghiệp Code0411 đã bị EA tuyên bố ban quyền truy cập vào tất cả các tựa game của EA sau khi anh chỉ trích những sai lầm của hãng phát hành này. Cho dù anh đem tới 15.000 người xem trực tiếp đến với FIFA, nhưng sự chỉ trích của anh đã làm EA cảm thấy tự ái và cho rằng anh đã vi phạm bộ chuẩn mực hành vi Code of Conduct dành cho giới game thủ chuyên nghiệp. Nó để thấy bản thân gameplay đã không phù hợp với eSports rồi, mà động thái từ chính nhà phát hành game lại càng không đứng về phía pro player. Để đào sâu vào vấn đề này, ta cần quay lại thời điểm khi tôi nói rằng FIFA kiếm được hàng tỷ đô la mỗi năm. Bởi thực chất doanh thu khủng như thế là do game có mô hình kiếm tiền dựa trên microtransaction quá tốt. Doanh thu chủ yếu chính là do chế độ food mang lại. Thế nên thực chất, những đợt livestream sự kiện giải đấu, hầu như người xem chỉ vào để nhằm đợi có cơ hội trúng thưởng các gói cầu thủ, chứ không thực sự quan tâm đến pro player thi đấu ra sao. Ai cũng muốn đầu tư cho food của mình, thế nên thành ra, nếu có tiền thì không nói làm gì, còn không có tiền thì sẽ tìm những cách miễn phí đơn giản nhất. Khi xem đến đây, bạn chắc cũng đã nhận ra eSports hay thể loại chơi cạnh tranh thi đấu trong FIFA chỉ như là con ghẻ, trong uy tín casual, dễ tiếp cận, dễ đảo tiền từ game thủ trẻ người non dạ mới là thứ EA quan tâm. eSports của FIFA không hề đóng góp lớn vào số người chơi hay số người xem hoặc nâng tầm mức độ nhận diện thương hiệu của tựa game này. Nó không giống như các tựa game bắn súng FPS hay MOBA được thiết kế ngay từ đầu nhằm phục vụ cho tính cạnh tranh eSports như CSGO hoặc Dota 2. Vậy nên chừng nào FIFA còn kiếm tiền chính từ chế độ food thì câu chuyện giữa eSports và FIFA sẽ vẫn chỉ là mối quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt. FIFA và eSports là thế, nhưng ngoài đời thì bóng đá đang thực sự hấp dẫn trở lại, nhất là khi FIFA World Cup 2022 đã tới rất gần rồi. Tôi là fan của Argentina và Nhật Bản, còn các fan của phá đảo cổ vũ cho đội gì? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Và chúc anh em sẽ có một mùa đông bóng đá sôi động và tràn ngập niềm vui.